anh gọi mời cả nhà ăn sáng, ăn cơm mà chiên rừng trâu anh gọi là, mời cả nhà nhé. Anh gọi sáng á, sáng cho anh gọi phải ăn, không ăn anh gọi đâu chưa được. Anh gọi anh giỏi lắm, anh gọi ăn ngoài mấy đĩa này. Ăn tê với cả nhà ăn tê với anh gọi này.
nửa ăn hết trước cơm, no tới trưa luôn. Hết cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Hẹn gặp lại quý vị vào trong chương trình video kế tiếp.